Tôi cũng là thấy cái sự lợi ích, cái sự lợi lạc khi thăm, khi người nhà đã khoan gia phá thiền, về cách ăn nói khi tiếp xúc với nhau, mà không có còn cái sự sân, bớt cái sự sân hận lại, cái sự mềm mỏng hơn nó, rồi cách đối xử với con cái, cách đối xử với bạn bè người ngoài là rất là, nói chung là nó khác hoàn toàn với con người hồi xưa. Lý do anh Trần Hữu Miền, chủ một doanh nghiệp tư nhân ở Cà Mau cùng hơn chục nhân viên tạm gác công việc kinh doanh để tham gia vào khóa tu thiền 10 ngày sống ở chùa Temple Stay tại Thiền viện Phước Sơn, Long Thành, Đồng Nai, cũng là những lợi lạc mà hàng nghìn thiền sinh đã nhận được qua các khóa tu tại đây. Và còn hơn thế, sống ở chùa giúp cho các thiền sinh được thực tập các nghi lễ truyền thống Phật giáo, được hòa mình vào không gian sống và sinh hoạt của các vị tu sĩ. Thì trong vòng 10 ngày các thiền sinh ở đây á, là chẳng những tới đây để mà có được pháp học, nhưng mà hành thiền giống như các vị sư. Có nghĩa là trong vòng 10 ngày họ giữ giới, họ giữ năm giới, vì ngoài đời họ ít có cơ hội giữ giới lắm. Cho nên họ giữ năm giới là không có ăn cắp, không có nói dối, không có uống rượu, không có tà dâm, không có sát sanh. Rồi sau đó họ tu tập con đường của Đức Phật mà chỉ trong các kinh điển là Bát Thánh Đạo. Và tu tập Bát Thánh Đạo là tu tập giới định tuệ, giữ giới, tu định và tu tuệ trong vòng 10 ngày. Dưới sự hướng dẫn của quý giảng sư, các thiền sinh dần trút bỏ những gánh nặng cuộc sống, thoát khỏi nỗi khổ niềm đau để đón nhận năng lượng tích cực và cảm nhận giá trị của hạnh phúc, bình an. Mình phải thanh lọc tâm cho tới khi nào mà mình quan sát chính mình đó, mà mình thấy cái chuyện bất như ý, hoặc là cái thời tiết nóng, hoặc là mình người ta làm mình không có vui, hoặc là không như ý muốn của mình đó, mà lúc nào mình cũng bình thản, mình vẫn an lạc đó, thì lúc đó là mình đã tu đúng rồi. Thì mục đích tu tham gia khóa thiền này là để lúc nào mình cũng giữ sự bình thản hết. Ai thì cũng phải mằn thôi, mằn hoài, nhưng mà mình thấy vẫn trong khi mà cái cuộc sống này á, nếu mình thiếu sót cái sự mà bình tĩnh, những cái giải quyết vấn đề mà cái môn thiền truyền lại này á, là mình không có thể tiếp thu tiến triển lên nữa. Và chương trình Temple Stay chúng tôi đã tổ chức đến kỳ thứ 8. Rồi mỗi kỳ như vậy thì là một tháng chúng tôi tổ chức một kỳ. Và bằng cái nội lực, bằng cái khả năng hiện có, thì chúng tôi tiếp tục tổ chức cái chương trình này cho các Phật tử mà không có điều kiện ở lại nhiều ngày, thì họ chỉ có cái dịp cuối tuần mà đến để mà tu học, trải nghiệm, thiền hành, ngồi thiền, trở về với nội tâm, quan sát cái thân tâm của mình. Nhờ vậy mà có sự thanh tịnh và phát triển được trí tuệ. Sau khi trải qua những khóa tu thiền ngắn 3 ngày hoặc 10 ngày của mô hình sống ở chùa, các thiền sinh học được cách sống hàng ngày bình an, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và xã hội. Cũng giống như lúa chín thường cúi đầu, biết nhẫn nhục, hướng thiện, lan tỏa yêu thương, tạo dựng lợi ích cho muôn loài.